Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn và chào các tình yêu. Ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ anh chị về một trong những cái dòng xe mà thực sự ra nó rất là mới. Có lẽ rằng nếu như để dòng xe bán tải đến thời điểm hiện tại với cái giá tiền vào thời điểm ngay bây giờ thì chiếc xe này nó giảm đi được khoảng loanh quanh khoảng 215 triệu so với lúc mới. Và nó thì chạy được 5 vạn và là một trong dòng xe sơn zin của xe và xe rất là mới. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về chiếc dòng xe này. Đây là một phiên bản XLS số sàn và một cầu. Đối với dòng xe Ford này thì nó cũng có vài ba phiên bản khác nhau. Anh chị cũng từng hiểu biết được rằng là nó có bản công trường, bản XL và bản XLT, bản Wincheck, bên cạnh nữa là bản XLS số tự động. Thế thì đối với con XLS mà số sàn này thì anh chị có thể thấy rằng chúng ta sẽ cùng nhau khóa cốp con này. Đối với dòng xe này thì anh chị biết rằng là với thời điểm hiện tại như một chiếc xe này thì bây giờ nó là 681 triệu là giá lăn bánh chưa có thùng. Với một chiếc thùng đơn sơ và nhỏ nhẹ lắp ngoài như thế này thì chúng ta có thể là sẽ thêm vào đó là 25 triệu cộng với phần lắp đặt phía ngoài nữa. Ví dụ như là một chiếc xe này thì anh chị biết là đồ chơi thì đương nhiên là sẽ không bao giờ tính vào xe rồi. Nhưng các bác cũng có thể thấy rằng là như chiếc xe này thì lắp thêm rất nhiều những hệ thống cảm biến vòng quanh xe. Hệ thống cảm biến thì con này nó có sẵn, nhưng mà con này lắp thêm, xin lỗi anh chị, là lắp thêm hành trình và cam lùi của chiếc xe này nữa. Tức là hành trình thì nó gồm có trước và sau cộng với cam lùi. Nên anh chị có thể thấy rằng đây là một cái thùng xe nhà này. Khi tôi lên tôi xem chiếc xe này thì nhà này thì là một nhà làm về trang trại cho nên cũng rất là ít đi. Mua từ năm 2017 và bản chất là tôi phải đi giải chấp chiếc xe này, còn nợ ngân hàng hơn 200 triệu. Và đến bây giờ thì chúng ta được một chiếc xe. Tôi khá ưng ý chiếc xe này là bởi vì hệ thống âm thanh. Và các bác có thể thấy rằng lốp theo xe của nó vẫn còn nguyên. Con này là Thái Lan. Và lốp theo xe là vẫn còn nguyên cả 5 quả. Cả lốp dự phòng Margin Thái Lan. Chúng ta có thể nhìn thấy đâu đó ở phành phía bên này vẫn lốp nguyên của 2017. Chứ chưa có bất kỳ một quả nào mà nó đổi cả. Thì anh chị có thể nhìn thấy rằng là anh chị có thể nhìn thấy trên nội thất chiếc xe này, trên nội thất và cái phần gầm. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn rằng là đối với nội thất và chiếc gầm chiếc xe này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không cần phải bàn đến nhiều nó làm gì cả, bởi nội thất và chiếc xe này nó được anh chủ này khá là giữ gìn. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ về cái phần trần. Phần trần là về phía chắn nắng là vẫn bọc tư bóng. Còn đối với nội thất và khoang máy thì anh chị nhìn nó hoàn toàn nó vẫn còn xanh. Tôi lùa máy vào cho anh chị nhìn thấy là hệ thống máy cộng với gầm của nó chưa có bất kỳ, vẫn còn rất nhiều những cái phần sơn và phần đánh dấu chưa có bất kỳ một góc nào tháo cả, bởi vì nó là 5 vạn mấy thì cũng không. Chúng ta tin chắc rằng, tôi tin với anh chị rằng là nó không có nhiều điều gì phải xét đến đối với chiếc xe này cả. Máy thì chưa có dọn, nhưng mà anh chị nhìn thấy hoàn toàn là từ phần cổ máy này, phần da máy cho đến toàn bộ những cái ốc sâu phía dưới. Tôi rất là ưng ý chiếc xe này. Nếu chiếc xe này mà các bác mà còn chê thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là chỉ nên mua mới được nữa thôi. Nếu mà chiếc này khách xem có chiếc xe này thì duy nhất là có hai vết xước và tổng thành cũng sơn zin cả xe. Đó là một cánh tay xe máy đẩy vào đó và một vết xước tiếp tục ở trước cabo, trước ba đờ sốc là phía bên phụ, phía bên lái, bên phụ này. Còn vẫn chưa có sơn lại, con này là form mới rồi.
Thì đối với cái bản này thì anh chị hoàn toàn có thể thấy rằng là thời điểm hiện tại nếu chúng ta mà là những người dùng mà anh chị có thể là nếu mà sử dụng được chiếc xe này thì chúng ta sẽ lợi được. Tôi cứ tính rằng là 681 cộng với 25 triệu là nó thành khoảng 710 triệu. 710 triệu thời điểm hiện tại chiếc xe này 505 thì chúng ta sẽ lợi được 200 triệu trong vòng 4 năm, tức là chưa được 4 năm với hơn 3 năm. Nếu như là một người mua mới thì đương nhiên rằng chúng ta sẽ phải chạy được 5 vạn. Nếu tính ra cây số thì chiếc xe này chúng ta tính ra là giá trị của nó nếu như mà đối với người mua mới tinh từ đầu thì khấu hao rất lớn. Và lợi thế của chúng ta đang thuộc về những người dùng sau. Là những người dùng sau thời điểm hiện tại thì anh chị hoàn toàn có thể thấy rằng là chúng ta lợi hơn người dùng trước rất nhiều, bởi vì khấu hao đến tầm này thì nó sẽ xuống chậm hơn rất nhiều so với là cái thời điểm trước. Và tôi khá ưng chiếc xe này là nếu như anh chị có thể nghe thấy được thêm những cái chi tiết lắp lắp thêm mà anh chị có thể thấy. Bất kỳ một vị trí nào khi anh chị đứng ở trong xe này, nếu như mà ở phía đằng sau, phía đằng trước và phía hai bên sườn thì hệ thống cảm biến đều báo chúng ta ngay, đều kêu tít tít. Việc nữa là chúng ta nhìn thấy rằng là hệ thống hành hành trình ở đây trên trên xe này thì cũng được lắp thêm này. Ở đây là cam sau và đây là cam trước. Thì đây là hành trình. Nhưng mà bên cạnh nữa thì chúng ta nhìn thấy rằng là có thêm một màn hình rất lớn nữa. Anh chị có thể thấy là khi đóng số lùi thì chúng ta nhìn thấy cả phía trước cả phía sau, tức là cả trên màn hình lẫn cả ở mặt cả trên hành trình lẫn cả ở màn hình đều chúng ta đều có thể nhìn thấy các vị trí tiếp theo. Nhưng mà chiếc xe này có một cái điều khá thú vị nữa, đó là được ông chủ này ông ấy cũng độ lên một hệ thống. Anh chị nhìn thấy khi chúng ta mở cửa này thì ba cánh cửa đều báo trên màn hình hệ thống những vị trí mà báo cho chúng ta. Nhưng có một cái mà cái âm thanh của chiếc xe này tôi khá ưng ý, đó là anh ấy độ âm thanh khá tốt. Cho nên là ngồi lên chiếc xe này thì thực sự ra là nó cũng có cảm giác rất là phiêu. Còn anh chị có thể nhìn thấy rằng là toàn bộ trần này vẫn bọc túi ống này. Thứ hai là cái quả số này. Anh chị nhìn nó quá mới và nó đẹp ướt át. Con xe này chạy được 5 vạn 9 là đây là 5 vạn không có tua và không có gì cả. Và thực sự là chưa có dọn gì mà nhìn từ những cái phần này. Chúng ta cảm giác rằng cái quả số này nó đẹp ướt át như thế này. Táp lô táp ly đẹp. Đấy, thì anh chị đã lợi thế được so với người dùng trước là hơn 200 triệu. Thì đấy là cái video chia sẻ anh chị về cái dòng xe XLS. Nếu như anh chị là một người mà không chạy nhiều về đường quá đèo dốc, cái thứ hai là chúng ta chỉ chạy về cứ với đường với cứ, trang trại của nhà và với đường khá đẹp, cộng với nếu chúng ta di chuyển mà bên cạnh là vang mang theo vác hàng hóa cộng với đi gia đình, thì đây là một trong những phiên bản mà giúp cho anh chị cũng có thể đi khá là tốt. Tôi vừa mới chạy thử cùng với một anh bạn là Meria của đội, anh em đều nói rằng chạy qua đường sóc cực kỳ tốt và chạy rất là sướng. Đấy là cái dòng XLS này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và chúc anh chị có một ngày vô cùng tuyệt vời. Và chúc anh chị chọn được những chiếc xe vô cùng tuyệt vời cho của mình. Và nếu có điều gì thắc mắc thì anh chị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Và có thể là gọi điện đến số điện thoại tôi có thể tư vấn cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và đừng quên rằng thấy nó có ích thì hãy đăng ký vào kênh, subscribe về kênh. Và để khi tôi phát video thì anh chị là sẽ là người nhận được video của tôi sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo.